Tại sao ba đi từ quê lên đây mà con không ra bến xe đón ba? Cây thứ nhất. Cây thứ hai. Tại sao á mở quán cơm mà không đặt là cơm Minh Chiến mà đặt cơm người khó là sao? Tiền của con mà ba. Trời ơi. Cây thứ ba. Tại sao ở dưới quê bán có 10.000, 15.000 một tô mì bán mà con bán tới 40-50.000 một tô? Rồi ăn trên đầu trên cổ người ta hả? Dạ, giờ con mời chú Trường Giang lên hỗ trợ con. Đắc xô, đắc xô. Năm nay được mùa quá. Được mùa. Giang ca đã ra sân khấu. Năm ngoái con cũng mời chú đúng không? Dạ. Đúng không? Dạ. Hôm nay mời nữa đang hên đúng không? Dạ. Phong thủy không? Sao mời chú Thành lên? Dạ, có lát thôi con mời. Ồ. Rồi. Rồi. Chú phải làm gì cho con hay là chú ngồi đây thôi? Dạ, chú ngồi vậy thôi. Ngồi vậy thôi. Thời gian 60 giây cho con. Bắt đầu. Ông bà của bác cho tôi xin vài đồng bạc lẻ về để tôi nuôi mẹ tôi. Chú ơi, cho con xin vài đồng bạc lẻ về con nuôi mẹ con chú. Con cảm ơn. Trời, cái mặt ta ghét. Mẹ ơi, hôm nay con xin được có nhiêu đây tiền à. Mẹ tha lỗi cho con nha mẹ. Mẹ ơi, đánh con mẹ ơi. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Quân đã chiến thắng vang dội. Thắng cuộc trận rồi đây có thể là tay dõi. Mà con làm sao con phải lấy cái chân á. Dạ. Để vô người con nhiều hơn, con hiểu không? Giờ làm lại nè. Con phá họa quá vậy. Bây giờ chú Thành làm lại nè. Ngồi xuống. Làm lại mà lấy cái chân. Lấy giật hẳn cái chân chăng vô người mà luôn. Làm lại nghe. Mẹ ơi, 2, 3. Mẹ ơi, hôm nay con xin được có nhiêu đây tiền. Mẹ tha lỗi cho con nha mẹ. Mẹ ơi, mẹ tha lỗi cho con nha. Đó. Trời ơi. Lừa đảo là phải lên tới mức độ này nè. Chú xong chưa? Dạ chưa. Con mẹ tầm 2 nữa. Chúc mừng con 2 triệu. Vô à. Vô à. Thi tiếp hen. Dạ. Cho con muốn. Rồi mời con. Lấy dao lấy búa vậy phải không? Duyên dáng à nha. Này nó hay ha. Mỗi mùa tới lấy ít tiền mang về. Rồi, chú vẫn như cũ đúng không? Dạ, chú cầm dao giùm con. Có dặn dò gì không? Dạ không. Rồi. Rồi. Rồi, lát hồi chú cắt bánh chung con là được rồi. Rồi. Rồi, sẵn sàng, thời gian 60 giây. Bắt đầu. Anh ơi, hồi nãy em mới được 2 triệu á. Giờ mình mua bánh kem ăn mừng nè. Em với anh cắt bánh nha. Sao anh nợ giết em khi em vừa mới lấy có 2 triệu thôi mà. Không lẽ tình anh em cũng chúng ta chỉ đáng có 2 triệu thôi sao? Em không xong rồi. Trời ơi, bởi xa cơ giữa chiến trường thọ tiền. Gió vũ trường giang đã giết đi đứa em ruột của anh. Quân đã chiến thắng vang dội. Chúc mừng con 10 triệu. Giỏi. Chứ ca không là không vui. Võ Đông Sơ là không vui. Phải võ vũ trường giang mới vui. Giỏi. Tính hết rồi. Chịu. Lai đậm nha. Sao con đưa chú vô những tình huống mà hành hạ trẻ em vậy? Cái mặt làm như là thấy hợp. Giờ sao? Dạ, cho con xuống hỏi ý kiến. Rồi, đi, hỏi ý tiền. Hỏi ý dòng họ, nhanh lên. Con ơi, bây giờ con quyết định thi tiếp hay ngừng lại, con đang có 10 triệu đồng.
Dạ con xin dừng lại. Dạ, ngay làm tóc Hàn Quốc rồi ha. Hay đó, đẹp trai đó, thấy thanh xuân rồi đó. Dạ, cảm ơn chú. Thích thương con quá. Tại vì á, con rất là lanh lợi, nhưng mà con không có lanh chanh, con không có hỗn. Thích không? Thích. Đem về nuôi. Định á. Định luôn hả? À, nói giỡn chứ con hôm nay ráng nha. Dạ. Chú Thành và chú Giang rất là thiện cảm với con, cố gắng lên. Dạ, cảm ơn chú. Rồi, bữa nay mình chuẩn bị gì rồi? Dạ, để em lấy đậu củ. Ok. Dạ, chú Giang ơi, chú Giang có thể lên đây làm con của con được không? Được. Số tôi sinh ra để cho các người sử dụng mà. Rồi, và bây giờ là vòng thi của Minh Chiến. Dạ. Với bạn diễn là Trường Giang. Dạ, chú khoanh tay lại giùm con. Dạ, xoay yến. Rồi, 60 giây bắt đầu. Rồi, thấy bà nữa rồi. Tại sao ba đi từ quê lên đây mà con không ra bến xe đón ba? Cây thứ nhất. Cây thứ hai. Tại sao á, mở quán cơm mà không đặt là cơm Minh Chiến mà đặt cơm Mười Khó là sao? Tiền của con mà ba. Trời ơi. Cây thứ ba. Tại sao ở dưới quê bán có 10.000, 15.000 tô mì bán mà con bán tới 40-50.000 một tô? Rồi ăn trên đầu trên cổ người ta hả? Quân đã chiến thắng vang dội. Thắng cuộc chúng tôi đây, quân đã thắng rồi. Không sao con, không sao. Không sao hết, đó là sự thật. Nhân vật của con là cha mà, nhân vật của con đóng vai ba mà không sao hết. Con mà có thể quýnh mạnh hơn nữa cũng được. Mặt bằng tới 3.500 đô tháng lận cha ơi. Nữa không? Dạ nữa. Dạ, đứng nữa không? Dạ, dạ để con lấy cái tiết mục mới. Mà chú có đứng này nữa không? Dạ thôi, tội đúng chú. Rồi, phải đổi người chứ. Là cây tiến lược chú, người ta bán bò Mỹ, bò Úc, mày bán bò điên. Chiến ơi, kỳ này con mời chú Thành lên, con lấy cây súng ra cho Chiến. Dạ, con mời chú Giang lên lại. Số trời, thằng nào có quán thằng đó bị ăn đòn. Dòng ba là tiến lược. Bởi vì nghệ sĩ ta là một nghề thôi, mở quán chi cho nó đập. 60 giây bắt đầu. Cây thứ ba. Tại sao ở dưới quê bán có 15.000 một tô mì quảng mà con bán tới 40-50.000 một tô mì quảng? Rồi trên đầu trên cổ người ta hả? Cây thứ tư. Cây này thì qua quên rồi. À, ba nhớ lại rồi. Cây thứ năm. Tại sao mà ba từ dưới quê lên mà không ra bóng bến xe đón ba? Cây thứ hai. Tại sao mở quán cơm? Ủa, con mấy tuổi rồi? Dạ 10. À, cái phần đếm là mình chưa học hả? Sao thi thứ tư rồi thứ năm rồi quay là thứ hai là sao? Vậy cho nó mắc cười vô. Dạ tôi đứng này nữa hay tôi về dưới? Dạ chú về dưới rồi chứ, chứ một sao đấy bắt bài không vui nữa. À chưa, tôi bắt bài rồi để biết tôi đừng nói ra ha, tội nhỏ quá. Bây giờ con kêu chú Luật xuống đi. Dạ con... không, chú Luật hôm bữa con chọt rồi, giờ con không chọt nữa. Đâu kia con chọt đâu, con đập. Con nói là tại sao người ta bán bò Mỹ còn chú Luật bán bò điên. Đúng không? Phải dập luôn chứ giờ sao, giờ con làm gì nữa không? 60 giây bắt đầu. Từ biển hải xa xôi tới đạp sân hạp về đây thì cha mẹ ta đã không còn nữa. Cha mẹ hãy nhận một lại của đứa con bất hiếu này. Ai? Ai đã giết cha mẹ ta? Chính là ngươi. Một MC vô cùng tàn bạo. Ngươi đã giết người trong vòng 60 giây. Được, vui, chịu.
Con rất là thông minh và tinh ranh. Những cái điều con làm nó vừa đủ, rất là dễ thương nha. Dạ. Giữ cái phong cách này tiếp tục. Dạ, cảm ơn chú. Dạ, con xin làm tiếp cái phần thi hồi nãy. Bắt đầu. 60 giây bắt đầu. Từ biển hải xa xôi tôi đạp sân hạp về đây, thì cha mẹ ta đã không còn nữa. Cha mẹ hãy nhận một lại của đứa con bất hiếu này. Ai đã giết cha mẹ ta? Chính là ngươi, một MC vô cùng tàn bạo. Hôm nay tại nơi đây, ngươi đừng hòng bấm 60 giây. Cha mẹ ơi, tha thứ lỗi cho con vì quá bất tài, không thể hạ mối hận này cho ba mẹ. Con cũng đã chết dưới tay ông luật 60 giây này rồi. Còn 19 giây. Gì vậy con? Dạ, Sang thích bò của chú à. Sang quán thích bò. Giảm 50% tất cả đồ dùng. Rồi, hết giờ. Ý cha, uổng quá, chưa có đủ đậm đà ha. Rất là cảm ơn con đến với cuộc thi năm nay. Con rất là dễ thương. Và con cả luôn luôn phải trong sáng như vậy con nhá. Dạ. Rồi, làm gì làm, yêu nghệ thuật cỡ nào cũng vậy, học hành cho giỏi trước rồi tính sau con nha. Dạ, cảm ơn hai chú. Chúc con học giỏi, xin chào.